Tôi bị nghiện từ năm 2010. Mình thấy cái cấp độ nghiện của mình khá nặng đó. Âm nhạc trỗi lên, bất cứ lúc nào cơ thể không có đứng yên được, phải nhảy nhót, phải di chuyển. Nhiều khi chỉ là ngoài đường thôi, nhưng mà vô tình nghe một cái bản nhạc nào đó mà mình thích, cái là tự nhiên đứng nhảy. Thế là người ta nhìn mình giống như là từ từ rớt xuống. Trước khi nghiện thì cuộc đời khá là buồn tẻ. Từ khi nghiện thì cảm thấy mình được nhiều hơn, lạc quan, yêu đời hơn. Trăng có thể nhìn thấy được cái sự nghiện này kéo dài khá lâu. 50, 60 tuổi, maybe 70 tuổi vẫn có thể nghe những cái bản âm nhạc mình thích và vẫn có thể nhảy theo. Trăng chỉ dừng khi Trăng chết thôi. Tôi nghiện nhảy.